Em chào anh chị em và các bạn trong tình yêu của Đức Chúa Giêsu Christ. Cảm ơn Chúa chúng ta được quay trở lại trong bài 22 giai đoạn thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Trước khi học bài chúng ta cùng cầu nguyện: Chúa ơi, chúng con cần thân của Ngài để soi sáng cho chúng con học biết lời của Ngài, hầu cho chúng con biết đường lối của Ngài và bước đi theo Chúa. Xin Thánh Linh đến dẫn dắt đời sống của chúng con, ban ơn cho chúng con trong thời giờ này. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Như chúng ta đã thấy rằng cuộc đời Chúa Cứu Thế 6 quấn thì được mỗi quấn được chia làm 10 phần, và quấn 1 của cuộc đời Chúa Cứu Thế thì chúng ta học về phần giới thiệu và thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Quấn 2 chúng ta học về năm chuẩn bị của Chúa Giêsu. Quấn 3 chúng ta học về năm được mến mộ của Chúa Giêsu. Quân 4 chúng ta sẽ học về 6 tháng của năm khổ nạn của Chúa Giêsu. Quân 5 chúng ta học về 6 tháng của năm khổ nạn sau của Chúa Giêsu, và quân 6 chúng ta học về giai đoạn sau phục sinh. Và chúng ta thấy giai đoạn thời thơ ấu của Chúa Giêsu thì trên tờ bìa chúng ta thấy có hình ảnh của những người chân chiên. Và hôm nay chúng ta sẽ đi kỹ bài này, chúng ta sẽ đi kỹ về thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Trong 4 sách phúc âm Matthew, Mark, Luca, Giăng thì có 2 sách nói về thời thơ ấu của Chúa Giêsu, đó là Matthew và sách Luca. Thì trong sự kiện thời thơ ấu của Chúa Giêsu, chúng ta thấy thời thơ ấu của Chúa Giêsu thì liên quan đến địa danh là Bethlehem. Và Chúa Giêsu ở Bethlehem thì có 2 nhóm người đến thăm Ngài. Thứ nhất là các mục đồng gặp Chúa ở trong Luca đoạn 2 câu 15 câu 16. Và trong thời các mục đồng gặp Chúa trong cái đêm mà Giáng sinh, thì Chúa Giêsu Giáng sinh ở Bethlehem trong bối cảnh là khi mà hoàng đế Caesar Augusto ra chiếu chỉ phải kiểm tra dân số trên toàn thế giới, thì tất cả những ai ở quê nào phải về để biên trong sổ dân số. Thì lúc bấy giờ chúng ta thấy Mary và Joseph từ Nazareth quay trở về Bethlehem, bởi vì Joseph là người mà dòng dõi của vua David và quê ở Bethlehem. Nhưng mà lúc bấy giờ thì Mary đang mang thai, và khi trở về Bethlehem có rất là nhiều người ở cũng trở về đó, thì hết nhà trọ, cho nên họ phải ở trong chuồng chiên mắng cỏ. Và lúc bấy giờ thì Chúa Giêsu sinh ra tại chuồng chiên mắng cỏ. Và lúc bấy giờ thì ở ngoài đồng có rất là nhiều người chăm chiên phải ngủ thức đêm ở ngoài đồng, thì thấy rất là giá rét, thì đột nhiên có thiên sứ hiện đến, rất nhiều thiên sứ hiện đến báo tin cho là này, ở tại thành Bethlehem, thành của vua David, có một con trẻ được sinh ra, đó là vị vua được sinh ra để làm sự cứu rỗi cho toàn nhân loại, đó là Chúa Giêsu. Và họ đã đi tới để mà đó, để mà thờ phượng Ngài. Thì trong thời gian chúng ta thấy theo luật của Môsê thì người nữ khi mà sinh thì phải 33 ngày là phải kiêng cữ, vì đó là ô uế. Và ở trong ô uế đấy thì không được đi đâu cả, thì ở trong nhà. Và khi mà những người chăn chiên họ đến thì họ gặp Chúa Giêsu ở trong máng cỏ. Thì đây là trong cái thời gian Mary chịu 33 ngày tính theo luật tinh sạch của Môsê thì họ đến. Nhưng mà đấy là các mục đồng, là những người chăn chiên. Còn các nhà thông thái á, đến gặp Chúa Giêsu trong Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 1 câu 10 và câu 11 thì sau đó một tháng thì Joseph và Mary phải đưa Chúa Giêsu lên đền thờ. Và nhân cơ hội họ ở tại Bethlehem, tại vì Bethlehem rất là gần Jerusalem, là thủ đô, và là gần đền thờ của Chúa ở đó, thì họ đến đó họ viếng thăm Jerusalem. Và họ sau khi họ quay trở về thì, sau khi họ lên thăm Jerusalem và trở về, thì những người thông thái là những người mà gặp Chúa Giêsu. Gặp Chúa Giêsu mà họ là những người thông thái, là những cái người mà đi từ
Babylon đi sang gặp Chúa Giêsu thì họ mới gặp Chúa Giêsu, mới viếng thăm và gặp Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta thấy rằng chúng ta thấy trong cái Giáng sinh á, thì người ta thường thấy là có ba nhà thông thái với lại những người chăn chiên đến để viếng thăm Chúa Giêsu trong ngày Chúa Giêsu sinh. Thì thật ra là không phải, tại vì ít nhất đó là hai cái cuộc viếng thăm này là cách nhau ít nhất 40 ngày. Bởi vì trong cái thời gian mà Mary chịu 33 ngày theo luật tinh sạch của Môsê thì lúc bấy giờ là người chăn chiên, những người chăn chiên, những người mục đồng đến thăm. Nhưng mà sau đó gia đình của họ có chuyến viếng thăm Jerusalem và trở về thì những người Do Thái, những người thông thái mới gặp. Mà chúng ta thấy rằng họ gặp là gặp ở trong nhà của Joseph. Thế còn những người mục đồng đó thì gặp Chúa Giêsu ở chuồng chiên mắng cỏ. Cho nên chúng ta cần phải phân biệt được chỗ này, chứ không phải là họ đến cùng lúc với nhau. Và chúng ta thấy rằng trong thời thơ ấu của Chúa Giêsu thì có hoàng đế La Mã Augusto, tên của hoàng đế La Mã đó, Augusto, thì kiểm tra dân số trên toàn thế giới, mọi người phải về nơi sinh để ghi tên mình trong sổ dân. Và chúng ta thấy rằng vì Mary và Joseph về lại Bethlehem nên Chúa Giêsu sinh ra ở chuồng chiên mắng cỏ. Và chúng ta thấy tại không phải là tự nhiên ông hoàng đế La Mã lúc bây giờ ông lại là người mà kiểm tra dân số. Tại vì đây có bàn tay của Đức Chúa Trời để mà giúp đỡ, để mà can thiệp vào. Đó đúng kỳ Chúa Giêsu sinh ra tại chuồng chiên mắng cỏ tại Bethlehem, bởi vì đã có sách tiên tri nói về cái sự giáng sinh của Chúa Giêsu. Và chúng ta thấy sau sự viếng thăm của các nhà thông thái thì có một thiên sứ đã báo tin cho gia đình Joseph đi Ai Cập. Tại sao vậy? Cái câu chuyện ở đây á, chúng ta thấy rằng Kinh Thánh có chép trong Mi-chê đoạn 5 câu 1 là ngài Chúa Giêsu sẽ sinh ra tại Bethlehem. Cho nên khi mà đến kỳ sinh nở của Mary thì Chúa cho phép một cái sự kiện kiểm tra dân số do hoàng đế Augusto. Và theo lệnh của Augusto thì tất cả những người phải đi về quê của mình để kiểm tra dân số. Và nó đẻ được đứa thứ hai, mà bác sĩ giờ đi ngoài chữa, đấy là ung thư bà già. Và cảm ơn Chúa là Mary và Joseph về lại Bethlehem và Chúa Giêsu được sinh ra ở tại nơi đây. Và sau đó đấy thì cùng lúc bấy giờ thì Đức Chúa Trời có báo tin cho các nhà thông thái khi họ xem cái ngôi sao và họ đi từ từ Babylon, họ đi từ Babylon sang và bây giờ đó thì vào trong, ban đầu là vào trong cung vua của Herod, và ông Herod thì lúc bây giờ là ông ý và không có để ý cái chuyện sinh của Chúa Giêsu, cho nên ông kêu gọi những nhà và những cái người mà thầy tế lễ, những cái người làm tôn giáo thời bây giờ là người Pharisi, những người thông thái của người Do Thái ra và được báo tin rằng là sinh Chúa Giêsu sinh ở Bethlehem. Và họ, ông Herod, ông như lừa, ông ấy nói rằng là hãy đi tới đó, tới Bethlehem và xem Chúa Giêsu sinh ở đâu thì ta cũng đến để mà thờ lạy ngài. Nhưng mà sau đó thì họ được Chúa Giêsu, được Đức Thiên sứ của Chúa báo rằng là hãy quay đi đường khác mà quay trở về xứ quay trở về Babylon, không có quay trở về chỗ của ông vua Herod đại đế nữa. Và đó là lý do mà tại vì ông vua Herod đại đế tìm cách để giết Chúa Giêsu. Và sau đó, đó thì cũng một lúc đó thì
thiên sứ của Chúa đã báo tin cho gia đình của Joseph để đi Ai Cập để tránh cái chuyện là ông Herod đại đế giết Chúa Giêsu. Và bây giờ thì ông Herod đại đế thấy mình bị lừa và bắt đầu giết tất cả những con trẻ từ 2 tuổi trổ xuống ở tại xứ Bethlehem. Và mình thấy rằng các nhà thông thái thì họ đến từ Babylon. Ở Matthew đoạn 2 câu 1 tới câu 2 nói về điều đó. Và lý do tại vì họ có rất là nhiều người Do Thái bị lưu đày sang Babylon 600 năm trước Chúa, và họ đã biết về câu chuyện của Đấng Christ sinh ra. Cho đây là những người kính sợ Chúa, nên họ cũng đi từ Babylon sang Bethlehem để thờ phượng Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy ở đây thì Đa-nhi-ên đoạn 9 câu 24 có nói đến 70 tuần lễ, có nghĩa là tượng trưng cho 490 năm, trong khi mà Chúa đã bày tỏ điều này trước 600 năm. Và các nhà thông thái tại Jerusalem, chúng ta thấy hành trình của các nhà thông thái thì ban đầu họ xuất phát ở Babylon, sau đó họ tới Jerusalem được ghi chép ở trong Matthew đoạn 2 từ câu 2 tới câu 8. Trước hết là họ vào cung điện của vua Herod để tìm Chúa, sau đó theo lời tiên tri của Miche đoạn 5 câu 1, chúng ta nhớ một năm câu 1 nhé, không phải câu 2, đã nói trước 700 năm chỉ cho họ biết Chúa Giêsu sinh ra tại Bethlehem. Và sau đó thì họ tới Bethlehem, và trong câu chuyện của Chúa Giêsu thờ ấu thì chúng ta cần phải phân biệt được hai cái sự kiện. Đầu tiên đó là sự kiện cái sự viếng thăm Chúa Giêsu thì có hai đối tượng. Thứ nhất là các mục đồng. Các mục đồng là những người chăn chiên đến thăm Chúa Giêsu, và thời gian thăm Chúa Giêsu thì nó vào trong khoảng thời gian khoảng 33 ngày lập về, khi mà tính từ lúc bà Mary bà sinh Chúa Giêsu ra. Và chúng ta thấy các nhà thông thái thì đến tìm gặp Chúa Giêsu. Thì cái sự kiện này nó sẽ xảy ra sau khi mà gia đình của Chúa Giêsu đi thăm Jerusalem mà trở về nhà, thì nó rơi vào khoảng là từ 40 ngày sau Chúa Giêsu được sinh ra. Thì hai cái sự kiện của hai cái vị khách này là ở những cái thời điểm khác nhau, và ở những cái thời gian khác nhau. Những người mục đồng thì họ thăm Chúa Giêsu ở chuồng chiên mắng cỏ, nhưng mà những cái người mà thông thái thì họ thăm Chúa Giêsu ở trong nhà, và họ cũng có chuẩn bị tài chính tiền bạc để mà dâng lên cho gia đình Chúa Giêsu. Và chúng ta thấy cái sự kiện thứ hai ở đây á, thì đó là hoàng đế Augusto, hoàng đế La Mã kiểm tra dân số trên toàn thế giới. Và từ lý do đó cho nên dẫn đến chuyện Mary và Joseph quay trở về bên em để mà kiểm ghi tên vào sổ dân. Và sau đó thì cái sự viếng thăm của sau đó thì cái Chúa Giêsu, gia đình Chúa Giêsu đi Ai Cập. Và chúng ta thấy hành trình của những người thông thái tại Babylon, họ bắt đầu tại Babylon tại vì lý do là họ là những người ngoại nhưng mà kính sợ Đức Chúa Trời và muốn được sự cứu rỗi, cho nên họ quay lại và họ tìm để và thờ phượng Chúa. Và cái câu chuyện về Đa-nhi-ên cũng có nói trước về cái điều này. Các nhà thông thái đầu tiên họ từ Babylon họ tới Do Thái, thì họ tới Jerusalem, và khi mà sau đó thì họ vào cung điện của vua Herod, và sau đó họ mới tới thành Bethlehem để thờ phượng Chúa. Thì chúng ta thấy có ba nhà tiên tri đã nói trước ở trong cái thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Thứ nhất là Ba-na-am nói về ngôi sao sẽ hiện ra đưa đường cho ba nhà thông thái, thì đấy là cái điều đầu tiên. Và cái thứ hai là Đa-nhi-ên nói về 70 tuần lễ, có nghĩa là 495 trong thời gian đó thì có sự xuất hiện của Đấng Cứu Thế. Và tiên tri Mi-chê thì có nói trước về Chúa Giêsu đã sẽ sinh ra tại Bethlehem. Như vậy thì cả ba cái nhà tiên tri của Chúa này đều ứng nghiệm. Và chúng ta cảm ơn Chúa về cái sự tiên tri trước về giai đoạn thơ ấu của Ngài, đúng thời điểm, đúng thời kỳ mà Chúa Giêsu đã được sinh ra. Thì chúng ta cần nhớ
những điều đó. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài giúp đỡ chúng con để chúng con hiểu thêm về thời kỳ thơ ấu của Ngài. Xin giúp đỡ để chúng con khắc ghi có hai cái cuộc viếng thăm của hai cái đoàn khách. Một là những người chăn chiên đến viếng thăm Ngài khi mà Ngài mới sinh ra khoảng 33 ngày. Trong thời gian 33 ngày, hai là những người thông thái từ Babylon họ qua khoảng từ sau 40 ngày trở đi thì họ gặp Chúa Giêsu. Và cảm ơn Chúa để cho chúng con thấy rằng không phải ngẫu nhiên tình cờ, nhưng mà đây là chương trình của Ngài. Ngài đã định cho Augusto ra cái chiếu chỉ kiểm tra dân số. Ngài đã định cho ba nhà tiên tri Ba-na-am cũng như là Đa-nhi-ên và Mi-chê nói trước về ngày giờ và những sự kiện xảy ra của Chúa Giêsu trong Giáng sinh. Chúng con cảm ơn Chúa, xin giúp đỡ chúng con hiểu Ngài hơn, cuộc đời của Ngài nhiều hơn. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, xin chào anh chị em. Hẹn gặp lại mọi người trong bài 23.